Dạ vâng, đầu tiên cho em gửi lời chào, lời chúc sức khỏe trân trọng nhất đến toàn thể các bác và anh em đam mê chơi BCB, Pondo FX, Benjamin truyền thống trên mọi miền tổ quốc các bác nhé. Đấy. À, trong video ngày hôm nay, bên em tiếp tục lên và giới thiệu cho các bác về 5 cái mẫu bơm tay cao áp đang là mưa làm gió trên thị trường. Những cái mẫu bơm này thì dùng rất chi là bền các bạn. Đấy. À, các bác nào mà sắp tới có nhu cầu mua bơm, các bác cố gắng theo dõi hết video cho em nhé, để em giới thiệu từng mẫu bơm và báo giá công khai cho anh em nhé, để anh em lựa chọn cho mình một mẫu bơm phù hợp nhất các bác. Đấy. Thì trước khi giới thiệu về bơm ý, thì các bác cho em giới thiệu qua cách thức mua bán nhé. Bên em ship code COD đồng kiểm 63 tỉnh thành trên mọi miền tổ quốc nhé, đến nơi các bác được quyền kiểm tra trước khi nhận. Đấy. Hôm nay trước khi giới thiệu bơm, các bác cho em giới thiệu qua một số phụ kiện bên em bán nhé. Đấy. À, hôm nay em lên cho bác một combo nhé. Một combo như thế này chỉ có hơn 100.000 thôi. Một combo như này 3 món là 180.000 thôi nhé. Đấy. Bao gồm một cái ti, một nọ dầu, một túi dưỡng sim. Các bác mua một combo như này, ba món này về anh em thay sửa bơm nhé. Đấy. Cái bơm này nó chả hỏng cái gì cả, nó chỉ hay hỏng nhất là cái ti này và một số cái dưỡng sim này. Đấy. Bơm của anh em nó hỏng là nó một là các bác tìm nguyên nhân là nó hỏng cái ti này, nó bị gãy sim ti hoặc nó mòn. Hoặc một số cái dưỡng sim này các bác nhá. Đấy. Thì các bác cứ mua một combo như này 180.000 thôi, về các bác có thể sửa bơm của mình từ bơm cũ thành bơm mới nhé. Đấy, giá rất chi là rẻ. Đấy. Và các bác nào bơm mà nó hỏng nặng nữa thì em nên cho bác một cái này nhé. Đây, cái thân bơm như thế này, trong này được có đầy đủ van nạp một chiều ti rong sim các bác nhé. Đấy, nó là một thân bơm mới, về các bác chỉ cần nắp vào cái đế là các bác dùng được thôi nhé. Đấy. Một cái thân bơm mới như này giá công khai cho anh em nhé là 450.000 các bác nhé, 450.000 tặng một cái túi rong sim như này để soi cua cho anh em thay sửa nhé, 450.000 hai món các bác nhé. Đấy, thế là bơm anh em bị hỏng nặng, còn hỏng nhẹ thì anh em mua những cái thứ này về anh em thay sửa. Đấy, hỏng nặng quá các bác nên mua cái thân bơm mới như này 450.000 các bác nhé. Đấy, còn bây giờ không phải để các bác và anh em chờ đợi lâu, em sẽ giới thiệu chi tiết về cái mẫu bơm con này đỉnh đám nhất các bạn. Đấy, đỉnh đám nhất trên thị trường hiện nay. Đấy. Thì đầu tiên nên cho bác con bơm này là con bơm VIP hiệu sư tử các bác nhé. Đấy, các bác lưu ý này. Đây. Con bơm này sẽ có chữ VIP hiệu hai con sư tử ở đây các bác nhé. Đấy, con bơm này rất chi là xịn sò. Vì sao? Thân bơm nó làm bằng carbon này. Nó có một cái lọc ẩm than hoạt tính đằng sau này, chân là chân gấp nhá. Đấy. Con bơm VIP hiệu sư tử này bên em đang bán giá là 1.300.000 các bác nhé. 1.300.000 đã có cước phí vận chuyển đến tận nhà cho nhé. Đồng hồ là đồng hồ dầu. Con này là hàng của Nhật nhé, các bác lưu ý logo VIP hai con sư tử nọc ẩm to nhé. Đấy, à, vì cái hàng VIP sư tử này ở trên thị trường cũng rất chi là nhiều người bán tràn lan các bạn. Đấy, các bác lưu ý nhé, hàng VIP sư tử xịn sò nó phải như thế này nhé. Đấy, giá công khai con này là 1.300.000 các bác, 1.300.000. Đấy, còn à, đã có cước phí vận chuyển đến tận nhà cho em. Thân con này là thân bơm carbon, bảo hành cho em 12 tháng khi sử dụng nhé, ok chưa? Con này bơm siêu nhẹ luôn. Đấy, còn mẫu bơm thứ hai đây cho các bác và anh em. Đây là con bơm đại bàng nhé, bơm đại bàng. Đấy. Con bơm đại bàng này là hàng của Nhật các bác. Thân bơm nó làm bằng inox 3 lớp, trong này sẽ có nước làm mát, chân là chân gấp. Con này bơm lên cực kỳ là nhẹ các bác. Đấy. Con này bao cho anh em bơm lên siêu nhẹ luôn, đồng hồ dầu. Mẫu này cũng bảo hành cho anh em 12 tháng nhé, chân gấp khá là xịn sò nhé. Đấy. Con này bảo hành cho em lên đến 12 tháng, giá của con này là em đang bán là 1.200.000 thôi nhé, 1.200.000 đã có cước phí vận chuyển đến tận nhà cho các bác nhé. Đấy, còn cây bơm tiếp theo em lên cho các bác, cây bơm thứ ba, con này thì giờ giá giảm thê thảm các bạn, giảm hạ giá cho em giá rẻ tụt quần. Đây, con này thì là hiệu FB con báo chân gấp nhé. Đấy, hiệu FB con báo chân gấp, đồng hồ dầu lọc ẩm to màu đen nhé. Con này thì báo giá công khai cho anh em là, xem nào, con này là đồng hồ to lọ ẩm to, bao cho em mức áp bơm khoảng tối đa 300 đến 350 cân nhé. Bơm đồng hồ to lọ ẩm to hiệu FB con báo, con này em đang bán giá công khai là 750.000 thôi nhé, 750.000. Đấy, còn cái mẫu bơm thứ tư lên cho bác là con bơm đồng hồ to lọ ẩm bé này. Đấy, chân gấp này. Đấy, chân gấp cành én xịn sò, đồng hồ dầu lọ ẩm bé, đồng hồ to nhé. Con này mức áp tối đa bao cho anh em bơm khoảng độ tầm 250 thì 280. Bơm nhỡ này thì em đang bán là 700.000 các bác nhá. 700.000 con bơm đồng hồ to lọc ẩm bé nhá. Các bác nào bơm mức áp khoảng 250 thì 280, các bác lấy con này rất chi là ok nhá. Giá chỉ có 700 thôi. Đấy. Còn rẻ hơn thì em nên cho bác con bơm này nhá. Con bơm này bơm đồng hồ bé, lọc ẩm bé, chân cành ngắn không gấp nhá. Cái này phù hợp cho anh em nào chơi những con
truyền thống nhé. Đấy, cái mẫu này thì hiện tại em đang bán giá công khai 550.000 nhé, 550.000. Đấy, bước giá thì ví dụ các bác muốn lấy giá rẻ các bác lấy loại này, trung bình các bác lấy hai loại này, cao cấp các bác lấy hai loại này nhé. Hai loại này hàng của Nhật bảo hành cho em 1 năm, còn những cái mẫu này bảo hành cho em 1 tháng nhé. Đấy, đây em xin báo giá lại nhé. Ví dụ các bác muốn mua hàng, các bác gọi điện đến hai đầu số này của shop nhé. Đấy, các bác muốn con bơm VIP này 1.3 triệu thì các bác gọi em ơi bán cho một con bơm VIP giá 1.300.000 hiệu sư tử nhé. Con bơm VIP này hiệu sư tử, các bác nhìn lọc ẩn siêu to khổng lồ nhé. Đặc điểm nhận dạng rất là dễ. Con bơm đại bàng là 1.3 triệu, con bơm đồng hồ to độ ổn to thì em con báo là 750.000. Đấy, còn con bơm nhỡ này đồng hồ to độ ổn bé thì em con báo là 700, con bơm bé kia là 550.000 các bác nhé. Đấy, ngoài ra khi các bác mua bơm thì nó sẽ có theo một lọ dầu, một túi dưỡng sinh, một cái cà lê đa năng và một túi bông lọc nữa các bác nhé. Đấy, thì bây giờ những cái sản phẩm này thì bên em giảm giá cho các bác cực sâu, đặc biệt là khi các bác mua một bơm này sẽ được tặng một túi dưỡng sinh như này, giá là 450.000 để về anh em thay sửa bơm cái túi dưỡng sinh này, xoay cua cho anh em nhé. Đấy, còn các bác nào mà bơm nó hỏng nhẹ các bác có thể lấy cái phụ kiện này về anh em thay sửa bơm cũ lại thành bơm mới luôn các bác. Đấy, giá chỉ có 180.000 thôi các bác. Đấy, thì bây giờ em xin kết thúc video tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.